静回天路，退耕回天路，静观三千大千世界。Chúng ta hãy xem xét tam thiên đại thiên thế giới, đâu đâu cũng tràn đầy ác nghiệp, quốc gia cùng quốc gia sát hại nhau, tạo thành thế giới chiến tranh, gia đình cùng gia đình sát hại nhau, gây ra cảnh làng xóm chiến tranh, người cùng người sát hại nhau, tạo thành ta người chiến tranh, tự mình giết mình, tạo thành tâm tánh chiến tranh, cho đến không gian cùng không gian sát, thủy cùng thủy sát, tức là nước cùng nước sát, tạo thành đủ thứ loại hữu hình và vô hình chiến tranh. Ôi đau thương thai, vô số tai họa đều do nghiệp sát tạo thành. Nếu ta không sớm tỉnh giác, dứt trừ nhân sát, duyên sát, pháp sát, nghiệp sát, vân vân, thì khó cứu vãn tai họa hầu được an lạc. Tai họa do sát nghiệp sanh ra, sát nghiệp do tâm sanh. Nếu tâm không sanh các niệm như sát, trộm, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, lại nghiêm trì ngũ giới, cần tu tam học, thì tất cả ác nghiệp tức sẽ tiêu trừ, sẽ không khó gì nhận ra bổn lai diện mục. Trí huệ sẵn có tự nhiên hiện tiền, bổn địa phong quang có ý vị vô cùng và không gì vi diệu hơn. Nếu muốn thưởng thức hương vị đó, chúng ta nên thanh tịnh tâm ý, hồi tâm hướng thiện, phát tâm tinh tấn dũng mãnh, lập chí tu thành đạo quả, quảng độ đồng luân, cùng đăng bỉ ngạn và cùng chư thiện nhân đồng tụ họp một nơi, mãi làm bạn lữ với bậc Bồ Tát bất thoái. Đó cũng là nguyên do tôi viết quyển Thủy Kính Hồi Thiên Lục này. Việc này tuy nói ra rất dễ, nhưng thực hành lại rất khó. Tại sao? Như là dù ta có hết lòng chỉ bảo bà con học làm điều thiện 5 lần 7 lượt, nhưng họ cũng không chịu lắng nghe. Nếu gặp ác duyên thì họ lại tăng trưởng niệm ác, như không dạy mà họ tự biết, và ít ai biết phản tỉnh khi bị lầm lạc. Do đó, ví như trăng trong nước, hoa trong gương, chúng chỉ có ảnh mà không có hình tướng. Dù biết rằng đây là điều không có hy vọng, mà tôi vẫn hy vọng. Việc không thể thành tựu, nhưng tôi vẫn mong mỏi được thành tựu. Cho nên tôi lấy tựa đề Thủy Kính Hồi Thiên là vậy. Kính lễ Đức Phật A-di-đà ngày 17 tháng 11 năm Nhâm Thìn 1952, An Từ. Mở ngoặc, tức là pháp danh của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Lời giảng: Chế bộ Thủy Kính Hồi Thiên Lục. Thủy Kính, Thủy Kính, Thủy Kính, Thủy Kính, Thủy Kính, 是说的有影而无形. Thủy và kính trong bộ Thủy Kính Hồi Thiên Lục này là hai vật ảnh vô hình. 水里它的月, 镜里它的花, 都是没有自己的体性. Như trăng trong nước, hoa phản chiếu trong gương, cả hai đều không có thể tính. Hai vật ví dụ này chính là động cơ khiến tôi viết bộ Thủy Kính Hồi Thiên Lục đây, để cứu vãn những tai họa hiện xảy ra trên thế giới. Tai họa do trời định, các vị làm ác nhiều thì bị quả báo, cho nên ai làm nấy chịu. Ai làm nấy chịu là một việc rất công bằng, và không có sức mạnh nào có thể cứu vãn, xoay chuyển lại với ý trời. Vãn hồi cũng có nghĩa là hy vọng giảm bớt những quả báo đáng lẽ phải chịu, trở về là một người không có tội lỗi. Chúng ta bị quả báo là do trước kia đã từng tạo nghiệp, nay phải gánh chịu nên không dễ gì cứu vãn được. Hiện chúng ta muốn cứu vãn
这个工作就譬如镜水中的月，镜中的花，那么样的渺茫，那么样的没有把握。 Thì việc làm này ví như trăng trong nước, hoa trong gương, rất viển vông mờ mịt, làm chuyện không chắc chắn. À, 可是啊, 虽然说, 没有把握, 很渺茫的, 可是我还要做这种的工作。 Tuy nói không chắc cũng là rất mờ mịt, nhưng tôi vẫn muốn làm công việc đó. À, 这种的工作, 我就知道不容易挽回，可是我也要挽回它，要把这个天意挽回。 Dù biết rằng không thể làm được và rõ biết không dễ gì cứu vãn nổi, nhưng tôi vẫn muốn cứu vãn lại cái ý trời này. Hồi thiên đây không phải thăng lên trời, mà là vãn hồi lại ý trời, vãn hồi cái tai kiếp. Từ cái phải chịu cảnh thiên tai, chiến tranh, bệnh truyền nhiễm, ôn dịch, vân vân. Trong tam tai bát nạn, đao binh đó, chúng ta đoạt lấy nạn nhân ra, cứu sống họ trở lại, như những người đáng lẽ chết vì đao binh, cũng như phải chết vì chiến tranh. Chúng ta cứu họ thoát ra khỏi chiến trường, hoặc nước ngập lụt làm người chết, hỏa hoạn cũng thiêu đốt người, và giống vậy. Từ trong tai nạn nước lửa, chúng ta cũng cứu vớt họ ra. Như bệnh ôn dịch lưu hành, các thứ bệnh đau, bệnh ôn dịch, bệnh truyền nhiễm, bệnh nan y, AIDS, ung thư, vân vân. Trong lúc họ mắc bệnh hoặc chưa bị bệnh, chúng ta dạy họ cách phòng ngừa để thoát chết và cứu vớt những người đáng chết đó. Gọi là thủy kính hồi thiên lục. 这是做这个书的这个动机。 Đó là động cơ khiến tôi viết quyển sách này. 这个动机呀，总而言之，就要虽然水中的月，镜中的花没有实体。 Nói tóm lại, giống như trăng trong nước, hoa trong gương, không có thực thể. 可是我在这个虚妄渺茫之中。 要用我的力量把这种浩劫，把这种灾难，把它救回来，把它挽回来。 Nhưng trong sự hư vọng mong manh đó, tôi sẽ dốc hết sức lực mình để cứu vãn những tai nạn. 令这种灾难呢不发生到我们这个世界上。 Khiến tai nạn không xảy ra trên thế giới này. Cho nên mới nói. Tỉnh quán tam thiên đại thiên thế giới. Tỉnh là bình tâm, tỉnh khí, tâm thật bình tĩnh. Quán là xem xét. Chúng ta giữ tâm bình khí tỉnh để xem gì đây? Xem xét cái tam thiên đại thiên thế giới tràn đầy ác nghiệp này. Một ngọn núi tu di, một mặt trời, mặt trăng và tứ đại bộ châu gọi là một thế giới. Thế thì 1000 ngọn núi tu di, 1000 mặt trời, 1000 mặt trăng và 1000 tứ đại bộ châu là một tiểu thiên thế giới. Tập hợp 1000 cái tiểu thiên thế giới lại thì gọi là một trung thiên thế giới. Tập hợp lại 1000 cái trung thiên thế giới gọi là một đại thiên thế giới. Bây giờ nói về tam thiên đại thiên thế giới cũng vì bao hàm tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới và đại thiên thế giới. Vì có tam thiên, tức ba cái thiên, nên gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Như vậy rốt cuộc có bao nhiêu cái thế giới? E rằng dù chúng ta có dùng máy vi tính đi nữa, cũng không thể nào đếm hết được những số mục của thế giới này. Như vậy, trong vô số thế giới đây, mỗi một thế giới có thiện nghiệp rất ít, mà ác nghiệp rất nhiều. Cho nên ác nghiệp mới sung mãn cả hư không pháp giới. Vậy lấy gì để chứng minh là ác nghiệp tràn đầy hư không pháp giới? Các vị hãy xem, quốc gia này cứ muốn giết dân tộc của quốc gia khác, quốc gia đó lại muốn giết hại dân tộc của quốc gia này. Vì sao? Đó chẳng qua là muốn tiêu diệt đối phương,
để bành trướng lãnh thổ, quyền lợi và địa vị của mình. Chính vì vậy mà tạo thành thế giới chiến tranh. Ôi, anh phát minh ra bom nguyên tử, tôi thì phát minh ra bom khinh khí. Rồi anh lại phát minh ra gì nữa? Thì biến chế ra số 1, còn tôi lại phát minh ra số 2. Cứ thế không lúc nào ngừng dứt mà tạo vũ khí giết người, cho nên gây ra thế giới chiến tranh. Thế giới chiến tranh do đâu ra? Đó là do cảnh trạng các gia đình sát hại lẫn nhau, bao gồm nhân sát, duyên sát, pháp sát, nghiệp sát. Các gia đình tương sát lẫn nhau. Anh muốn hủy diệt gia đình tôi cũng muốn hủy diệt gia đình anh. Cả hai đều không nhường nhịn nhau, cho nên tạo thành chiến tranh giữa hàng xóm, láng giềng, bè đảng. Ngay cả loài chó gà cũng không được yên ổn. Tại sao gia đình có chiến tranh? Vì người với người thường muốn tàn sát nhau. Giáp muốn giết ớt, bèn đoạt hết lương thực của cải để một mình dùng. Còn ớt thì sao? Y cũng muốn giết Giáp, muốn lấy hết châu báu về tay mình, nên mới tạo thành chiến tranh giữa người với người mà không thể ở chung với nhau được. Người gây chiến tranh với người là chuyện nhỏ, vì ngay cả chính bản thân cũng tự chiến đấu với mình. Tự mình gieo trồng nhân sát, duyên sát, pháp sát và nghiệp sát. Nhân sát do tâm khởi niệm sát, duyên sát là gặp chuyện có duyên tức hành động theo, pháp sát là có duyên sát. Khi có sát duyên, kẻ sát nhân phải có một phương pháp, nên tìm đủ mọi cách để giết người. Hễ giết tức tạo thành nghiệp sát nhân. Do đó đây là tự tâm tánh họ cũng có sự tương sát. Ngay tự tâm tánh ở đó mà dằn vật tranh đấu với mình, cho nên thế giới không có lúc nào được bình an. Tâm tính chiến tranh dẫn đến gia đình chiến tranh, và gia đình chiến tranh rồi quốc gia với quốc gia chiến tranh, cứ thế mà giết. Do đó vị nguyên thủ của một quốc gia, ví dụ như quốc vương, tổng thống, hoàng đế cùng với các nước khác chiến đấu, hễ tranh đất thì giết người đầy đồng, còn tranh thành thì sự giết hại đầy ắp. Sát có sát pháp, cách sát là phóng các loại độc khí như bom nguyên tử, bom khinh khí. Ngay cả hiện tại hãng xưởng chế tạo hỏa tiễn và hỏa tiễn xuyên lục địa đều có luồng độc khí, rồi ám khí này đầy ngập khắp hư không. Hư không cũng tương sát lẫn nhau. Anh muốn chiếm hư không của tôi cũng muốn nuốt trọn hư không của anh. Nước và nước cũng tương sát. Nước với nước làm sao tương sát? Anh bỏ chất độc trong biển, muốn sát hại dân tộc của tôi. Hắn cũng bỏ chất độc trong nước. Đây kia đều thả chất độc hóa học, khiến con người hấp thụ độc tố, nhiễm nhiều chứng bệnh nan y quái gở. Mạng tính của chất độc thật ghê gớm. Nó khiến cho không khí, địa cầu bị ô nhiễm, và nước cũng bị nhiễm ô. Hải, lục, không gian không có chỗ nào được an lạc, là loại tai biến vô cùng tàn khốc. Cho nên nói rằng đau thương thai, thống thiết thai, thật đáng sợ, khiếp sợ thay. Nếu muốn cứu vãn loại thiên số tai biến, vãn hồi lại tai nạn, bệnh tật, khiến mọi sự trong vô hình trung đều không phát sanh, tức chúng ta phải không sát sanh mà phóng sanh, vì tất cả chiến tranh đều do sát nhân thành hình. Tại sao sinh ra loại hành vi sát sanh như thế? Vì có niệm sát. Nếu không khởi niệm sát, tức duyên sát, pháp sát, nghiệp sát tự nhiên sẽ không còn. Do đó tất cả tai biến cũng không luôn. Cho nên mọi người phải thủ trì ngũ giới. Một, không sát sanh, ngay cả niệm sát cũng không khởi. Hai, không trộm cướp, ngay cả niệm trộm cướp cũng không khởi. Ba, không tà dâm, không khởi niệm tà dâm. Vạn ác dâm vi thủ, bách thiện hiếu vi tiên. Có nghĩa là tà dâm đứng hàng đầu của vạn sự ác. Hiếu thảo là việc đầu tiên của vạn sự lành. Lại nói, vạn ác dâm vi thủ, tử lộ bất khả tẩu. Tức tà dâm là đầu mối của muôn điều ác, là đường đi đến chỗ chết.
Như các vị thiếu người ta bao nhiêu thì phải trả bấy nhiêu, quả báo không sai lệch tơ hào. 4. Không nói dối. Các vị không được nói dối để lừa gạt người, ngay cả niệm nói dối cũng không nên khởi. 5. Không uống rượu. Cũng không nên móng tâm uống rượu, vì uống rượu có thể loạn tâm, tức sẽ phạm nhiều điều sai trái với luân thường đạo lý, không hợp quy củ, cho nên phải giữ giới không uống rượu. Nếu các vị nghiêm trì được 5 giới, lại phụng hành 10 điều thiện, đó là một công tác hữu hiệu để tiêu diệt tai biến, ác nạn của thế gian. Vì đề phòng tai họa khi chưa xảy ra, nên ta phải thủ trì 5 giới. Nếu mọi người điều trì 5 giới, thế giới sẽ hòa bình, nhân loại sẽ không bị tai nạn. Lúc đầu tai họa là do ý trời. Nếu muốn cứu vãn, tức là hồi thiên, quay về trời. Các vị mà có thủ đoạn hồi thiên, tức mọi người sẽ được an lạc. Nếu người người được an lạc, thế giới sẽ không có chiến tranh. Tai họa là do nơi việc sát sanh quá nhiều. Các vị thử xem, con người mình giết bò, giết dê, giết heo, không biết mỗi ngày giết chết bao nhiêu con. Cho nên phải ngay cả niệm sát cũng không có, mà thọ trì ngũ giới, cần tu tam học, giới, định, huệ. Giới là gì? Giới là chư ác bất tác, chúng thiện phụng hành. Nghĩa là không làm việc ác, chỉ làm việc thiện. Định là không làm những việc không chính đáng. Huệ là có trí tuệ. Tại sao lại làm ác? Vì không giữ giới luật. Nếu có thể trì giữ giới luật, chư ác bất tác, chúng thiện phụng hành, thì tự nhiên sẽ có thiện nghiệp. Cho nên muốn tiêu diệt hết thải tai kiếp, tức phải dứt trừ niệm sát, đạo, dâm, vọng và tủ, tức là rượu. Như vậy mới có thể nhận thức được bổn lai diện mục của mình. Bổn lai diện mục là gì? Tức là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, giai kham tác Phật. Nghĩa là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều được thành Phật. Nếu các vị nhận ra Phật tánh của mình, tương lai quý vị nhất định sẽ thành Phật. Và trí tuệ thông minh sẵn có của quý vị tự nhiên sẽ hiện tiền, mà thấy được bổn địa phong quang của mình. Bổn địa phong quang là chỗ nguyên thủy của các vị. Đó cũng là nơi chỗ của Phật tánh, rất đặc biệt, thú vị, vi diệu vô cùng. Nếu muốn thử coi cái ý vị đó như thế nào, vậy trước hết chúng ta phải làm sao? Phải thanh tịnh hết tất cả các ý chí, tâm tánh, hồi tâm hướng thiện, cải ác hướng thiện, là dũng mãnh tinh tấn, phát bồ đề tâm, lập chí tu hành tới thành tựu đạo quả. Đó là phương thức tốt nhất. Chúng ta còn phải quảng độ đồng luân, tự độ độ tha, tự giác giác tha, tự lợi lợi tha. Như quả còn người nào chưa ly khổ đắc lạc, tức là chúng ta chưa làm tròn bổn phận của mình. Hết thảy chúng ta đều cùng liễu sanh thoát tử, ly khổ đắc lạc, đồng đăng bỉ ngạn, cùng với chư thiện nhân hoan hỷ tụ tập ở một nơi, cũng như cùng chư vị bất thoái Bồ Tát, mãi mãi là bạn lữ của chúng ta. Tôi sáng tác Thủy Kính Hồi Thiên Lục chính là vì lý do này. Cho nên hễ ai nghiêm trì được ngũ giới, người đó là vị chiến sĩ Thủy Kính Hồi Thiên Lục vậy. Việc này tuy nói rất dễ, nhưng thực hành thì rất khó. Tại sao? Vì chúng sanh ở thế giới ta bà có tánh thức vô định, khó điều, khó phục. Như muốn họ hành thiện, rồi ân cần dạy bảo 5 lần 7 lượt, nhưng họ vẫn rất khó noi theo.
Nhưng một khi gặp ác duyên, ví dụ như cờ bạc, hút xì ke, nhảy đầm, xem phim ảnh, thì thâm tâm họ rất muốn làm. Những công việc này không cần dạy, họ cũng tự biết. Có thể nói là vô sư tự thông, là không cần thầy dạy nhưng vẫn thông suốt. Rồi trong biển nghiệp mênh mông bao la đó mà biết quay trở về thì thật rất ít có ai. Cho nên muốn cứu vãn thiên ý, sự kiện này giống như trăng trong nước, có ảnh vô hình, cũng giống như hoa trong gương, chỉ có ảnh mà vô hình, tất cả đều vốn không. Mặc dù tôi hy vọng cứu vãn thiên ý không phải là trăng trong nước, hoa trong gương, tức là chuyện không có, mà cái ý muốn cứu vãn ý trời này như trăng trong nước, hoa trong gương là chuyện không căn cứ, không thành tựu. Căn bổn chỉ có bóng không hình, chỉ có thể nhìn thấy chứ không thể vói tới, chỉ có thể quan sát chứ không thể nắm bắt. Dù không thể làm được, tôi vẫn làm. Đó là không hy vọng mà hy vọng, không thành tựu mà thành tựu. Cho nên tôi đặt tên quyển sách này là Thủy Kính Hồi Thiên. Đây cũng là nói điều tôi muốn làm rất khó đạt được. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng tại Kim Sơn Thánh Tự, ngày 1 tháng 10 năm 1988.